Chào các bạn, chúng ta lại gặp nhau trong chủ đề lối sống tối giản. Tôi lại tiếp tục chia sẻ bài viết của một bạn có nickname là Miss. Trong bài trước, nguyên lý 80-20 giúp tôi nhận ra rằng có quá nhiều đồ đạc không thực sự đóng góp cho hạnh phúc dài hạn mà chỉ là vui nhất thời rồi chán. Bài viết hôm nay nêu ra lý do thứ hai của tôi khi chọn phong cách tối giản, đó là đồ đạc đắt đỏ hơn chúng ta tưởng và nó thậm chí khiến ta bị âm tiền. Cách tính sự đắt của đồ đạc của tôi như sau: giá của đồ vật bằng chi phí cơ hội, giá trên bao bì, phí lưu trữ sửa chữa và phí ăn theo. Đa số chúng ta chỉ biết duy nhất giá bao bì, nhưng vì thế mà không nhận ra sự lãng phí khi sở hữu đồ đạc. Nếu tính theo công thức trên thì hầu hết đồ đạc trong nhà mà ta ít dùng đang khiến chúng ta âm tiền từng ngày. Âm tiền đấy. Tại sao? Hãy xét phần dễ dàng nhất là phần 2 và phần 3, là phần giá trên bao bì và phí lưu trữ sửa chữa. Đa số trường hợp chúng ta bị sa vào việc mua tiêu sản, tức là những thứ thay vì giúp ta tạo ra thêm lợi thì nó lại đang ngốn tiền, mà nguy hiểm ở chỗ là ta không nhận ra nó. Ví dụ chồng tôi có một chiếc TV 42 inch mà một tháng anh mở ra xem một lần, giờ anh toàn dùng laptop hoặc điện thoại để theo dõi tin tức giải trí. Lúc này chiếc TV so với ban đầu 20 triệu thì đang giảm giá thấp dần đều, mà vì nó được lưu trữ quá lâu, nó bắt đầu chuyển sang âm tiền. Vì khi ta không dùng tức là nó không còn quá giá trị. Thực tế giá bao bì trên sản phẩm tụt ngay giây phút bạn mua nó xong. Đừng cố gắng cho giá mua hoặc tính nước bán ve chai thì được bao nhiêu. Chi phí làm phát sau nhiều năm và chi phí sửa hỏng hóc cũng ngang ngửa thế. Lại chưa kể công sức bạn phải đi lau chùi nó hàng tuần, trong khi thời gian đó bạn có thể kiếm tiền. Giá bao bì giờ không phải như lúc mua mà đơn giản chỉ là không dùng, là không có giá trị. Căn nhà 40m² chúng tôi ở có giá thuê 20 triệu đồng mỗi tháng và chiếc TV đã chiếm mất khoảng 1m². Như vậy mỗi tháng mất 500 nghìn tiền, nó nằm đó. Chiếc TV này đã mua được 5 năm, như vậy mất 30 triệu đồng tiền lưu trữ, còn đắt hơn mua mới. Cộng thêm một chi phí sửa bảo trì lau dọn nữa, càng để lâu càng mất thêm chi phí này. Vậy bạn đã tin là nó chắc chắn bị âm tiền chưa? Bạn nhớ bức ảnh trong bài trước tôi nói về việc không là gian lãng phí không? Chỉ nói vậy thì ít ai nhận ra, nhưng nếu bạn quy đổi nó ra mét vuông, ra giá tiền thì nó thật khủng khiếp. Bạn có thể tính ở nhà bạn với một thứ đồ bạn không dùng mà trong nhiều năm, giả sử bạn chi trả tiền cho phần đất bạn đang dùng thì sẽ bớt được bao nhiêu. Nếu bạn chỉ thuê căn nhà nhỏ bằng đúng những gì bạn cần thì sao? Ví dụ một bộ ghế to chình ình giữa nhà mà giá một mét vuông đất bán đi khoảng 20-50 triệu, thì hãy tính xem trong suốt 10 năm qua nó chiếm của bạn bao nhiêu tiền. Thứ mà nhiều bạn, đặc biệt là nữ, không tính được đó là chi phí ăn theo. Đơn giản là nếu đã mua một cái váy hàng hiệu cỡ vài triệu thì bạn không thể dùng một đôi dép 100 ngàn ở chợ được. Ăn theo váy là túi vài triệu, áo vài triệu, vòng cổ cũng phải xịn, đồng hồ cũng phải thời trang. Mà các bạn nữ hay có kiểu: ôi váy màu vàng xinh thế, mua luôn. Rồi về nhà phát hiện ra không có áo nào hợp và phải đi mua áo khác. Nhưng mà kiểu gì cũng đi mua áo mà lại mua cái váy màu trắng. Thế rồi là đi mua lần nữa và lần nữa. Đây là lý do tủ quần áo đầy đồ mà không mặc được bộ nào ra hồn. Tiền thì mất, người thì ngày càng nghèo mà đồ đẹp vẫn không có. Tương tự với các bạn nam ham mê công nghệ nhiếp ảnh điện tử thì những khoản phát sinh cho phụ kiện thậm chí còn đắt hơn cái lõi nữa. Tóm lại là bạn biết tại sao nhiều người giàu mà họ ăn mặc đơn giản thậm chí tình tàn chưa? À giờ thì bạn biết rồi đấy. Đó là những chia sẻ của bạn Miss. Cảm ơn bạn Miss và cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe những chia sẻ trong bài này, trong cái video clip này. Chúc các bạn một ngày mới thật là nhiều niềm vui và thật là nhiều hạnh phúc. Nếu như các bạn thích những chia sẻ về lối sống tối giản thì có thể bấm nút like, đăng ký kênh và chia sẻ kênh của mình với những người bạn khác để cùng theo dõi. Cảm ơn các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong những clip tiếp theo của tôi nha. Xin chào.